nhiễm, dịch bệnh, vệ sinh thực phẩm, những rủi ro tiềm ẩn do chính con người tạo ra, những thông tin cảnh báo thiết thực. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình Cảnh báo an toàn sống, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn và hơn thế nữa. Không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là những từ dùng để chỉ về một loại hạt nêm với tên gọi chung ba không. Chúng đang được bày bán công khai tại các khu chợ truyền thống và được tiêu thụ rất mạnh nhờ giá thành rẻ và sự gian lận của những người bán. Quý khán giả thân mến, gia vị là một trong những yếu tố quan trọng giúp món ăn của chúng ta thêm đậm đà và hoàn thiện. Ngày nay, việc chế biến những món ăn đã phần nào trở nên dễ dàng hơn với những loại gia vị và hạt nêm đã được chế biến sẵn. Để đáp ứng cho sự thuận tiện đó thì hàng loạt các loại gia vị và đặc biệt là những loại hạt nêm 3-0 đã xuất hiện tràn lan ngoài thị trường. Dù tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro nhưng các sản phẩm này vẫn xuất hiện tại những nhà hàng, quán ăn và kể cả những người tiêu dùng bình dân tiêu thụ mạnh. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi xin mời tất cả quý vị sẽ cùng nhau theo dõi một đoạn phóng sự sau. Hạt nêm 3-0 tức là loại hạt nêm không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ, không hàng sử dụng. Các loại hạt nêm này hiện đang được bày bán tràn lan tại các chợ, không chỉ ở vùng nông thôn mà cả những đô thị lớn, với giá chỉ từ 30.000 đến 35.000 đồng 1 kg. Nguồn cung cực kỳ dồi dào, khách mua số lượng bao nhiêu có bấy nhiêu. Còn bao nhiêu ký cô? 37 hả? Một đó hộp bự hộp nhỏ. Một hộp này nó không có nhãn mát gì cô? Bột ngọt lẻ nó đâu có à. Dạ vậy hả, bột ngọt lẻ là không có hả? Cái này luôn bao bự rồi chiếc bao bự lấy ra. Dạ. Còn cái nếu mà cái bị này của thằng Ajinomoto nó bao nhiêu? Một ký hả? Một ký nó không, nó 50 mấy ngàn. Nó mắc hơn đây 10 mấy ngàn. Theo quy định, các loại hạt nêm tiêu thụ trên thị trường đều phải có hồ sơ công bố cho chuẩn chất lượng, thành phần, nhãn sản phẩm và được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận công bố chất lượng. Tuy nhiên, các loại hạt nêm 3-0 đang được bày bán trên thị trường không được kiểm soát bởi cơ quan quản lý nào và không có công ty nào chịu trách nhiệm về sản phẩm. Căn cứ theo các quy định của nhà nước thì loại hạt nêm 3-0 này vi phạm về quy định ghi nhãn cũng như nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Cái này là rẻ nhất rồi hả chị? Đúng rồi. Dường như em nhập xí bao nhiêu chị? À, 400 ngàn nữa nè. Em nhập xí là bao nhiêu, bán nhiêu? Một bao vậy là 235 ngàn, đóng một bao 10 ký. Rồi tới của thằng Ngọc là con tên. Hạt nêm 3-0 đang bày bán trên thị trường, không được kiểm soát bởi cơ quan quản lý nào và không có công ty nào chịu trách nhiệm về sản phẩm. Đặc biệt, môi trường ở chợ rất mất vệ sinh, ẩm thấp, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không phù hợp cho việc sang chiết hàng hóa, nhất là những sản phẩm dễ hút ẩm như hạt nêm, dẫn đến hiện tượng vón cục, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và sức khỏe người sử dụng. Dù tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro nhưng các loại hạt nêm 3-0 này vẫn được các nhà hàng, các quán ăn bình dân và thậm chí là kể cả người tiêu dùng của chúng ta sử dụng mạnh. Liệu rằng khi sử dụng những loại hạt nêm 3-0 nó có an toàn dành cho sức khỏe? Chúng tôi xin mời tất cả quý vị sẽ cùng nhau gặp gỡ cuộc trò chuyện giữa chuyên gia của chương trình với biên tập viên quý vị nha. Cảm ơn anh Minh Toàn, kính chào quý vị. Để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã mời đến trường quay của chương trình Cảnh báo an toàn sống tiến sĩ bác sĩ Tạ Thị Tuyết Mai, trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhân dân Gia đình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính chào bác sĩ. Dạ, kính chào MC Đình Tuấn và xin kính chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, hiện nay thì cái việc dùng hạt nêm rất phổ biến trong cái việc nấu ăn hàng ngày của các bà nội trợ, thì chị có thể cho biết rằng vì sao các bà nội trợ lại có xu hướng dùng cái hạt nêm nhiều hơn trong cái chế biến món ăn như vậy? Người ta nghĩ bột nêm là hoàn toàn chiết xuất từ các cái nguồn đạm thực động thực vật, ví dụ như từ tôm, từ thịt bò, từ thịt gà, từ thịt heo đó. Hoặc là có thể ở nước Nhật người ta từ rong biển. Trên thực tế thì là cái hạt nêm nó vẫn là một cái sự phối trộn giữa các cái loại gia vị như muối, đường, rồi cũng chiết xuất từ các cái loại đạm động vật,
nhưng mà vẫn có bột ngọt. Thì chính cái bột ngọt nó tạo ra cái vị ngọt của cả bột ngọt và cả bột nêm. Nếu mình dùng ở cái mức mà gia vị á, thì nó cũng không có hại gì cho sức khỏe, mà nó lại giúp giảm được cái lượng muối khi mình sử dụng ở những cái người mà cao huyết áp hoặc bệnh thận. Thế nhưng hiện nay thì trên thị trường xuất hiện những cái loại hạt nêm nó mang tên là hạt nêm 30, được bày bán tràn lan trên thị trường và đặc biệt là tại các chợ nhỏ lẻ, và đa phần thì đều được sang chiết thủ công ở tại các chợ nhỏ lẻ, các chợ truyền thống này. Thì theo bác sĩ thì những cái hạt nêm 30 như thế này thì sẽ tiềm ẩn những cái nguy cơ gì cho sức khỏe của người tiêu dùng? Có hai cái nguy cơ chủ yếu. Thứ nhất là nguy cơ nhiễm cái vi khuẩn từ cái tay chân của cái người pha chiết. Tại vì nếu mà trong một quy trình mà sản xuất về công nghệ, công nghiệp á, thì người ta bắt buộc á, cái điều kiện mà công nhân mà lúc vào pha chiết á, thì người ta phải được huấn luyện. Ví dụ như phải rửa tay, rồi mang găng. Và trước khi vào cái phòng pha chế, người ta cũng phải được qua một cái máy vừa làm vô khuẩn toàn bộ cái toàn thân của cái người, để không có tình trạng nhiễm bẩn từ cái người mà đóng gói vào trong thực phẩm. Rồi chưa kể là cái tay của cái người mà lúc mà chiết cái loại sản phẩm á, thì có thể nhiễm những cái loại hóa chất trong cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày mà không biết, thì cũng sẽ nhiễm bẩn vào trong cái sản phẩm. Như vậy là khi mình ăn những cái loại mà nó sang chiết mà nó không có nhãn mác như vậy, thì cái nguy cơ mình sẽ nguy cơ nhiễm độc mãn tính khi bên ngoài môi trường ha, hoặc là mình có thể nhiễm những vi khuẩn và đường tiêu hóa, ví dụ như con những cái loại tụ E. coli hoặc là tụ cầu khuẩn hoặc Salmonella. Thì nếu mà mình ăn cái lượng nhiều thì nó sẽ gây ngộ độc cấp, mình có thể gây tiêu chảy hoặc ói mửa. Nhưng mà thông thường thì nó thường nó không có triệu chứng đó, thì nó sẽ gây nhiễm độc mãn, thì nó sẽ dẫn đến viêm đại tràng mãn, mà nặng nề hơn thì có khi nó tiến triển tới ung thư cũng chưa biết. Sự khác biệt về màu sắc hương vị là điều dễ dàng nhận ra khi sử dụng. Thế nhưng vì giá thành rẻ lại tiện lợi nên nhiều quán ăn bình dân, quán lẩu, bún, phở vẫn vô tư sử dụng loại hạt nêm 30 này. Trong khi ấy, người ăn thì vẫn ăn, hầu như chẳng ai đặt ra câu hỏi liệu gia vị mình dùng có xuất xứ ra sao, liệu có an toàn hay không. Nghe nói là nó làm một những cái bột hạt nêm hay đồ dẻ đồ đấy rồi đó, nhưng mà nghe đại để là người này nói người kia nói, còn mình thực tế mình chưa thấy chỗ nào mà ăn tin tưởng á, mà xài những cái đó thì người ta cũng có thể người ta theo đó mình ta ăn. Tôi thì rất là lo lắng và băn khoăn, không biết là liệu hàng ngày mình có ăn phải những cái hạt nêm đó không, và rất là lo sợ cho sức khỏe của mình khi đi ăn uống ở bên ngoài. 1 kg hạt nêm của một doanh nghiệp uy tín trong ngành hạt này có giá từ 60 đến 70 ngàn đồng 1 kg, trong khi hạt nêm 30 lại có giá chỉ phân nửa sản phẩm chính thống. Quan sát thông thường, chúng ta dễ dàng nhận ra hạt nêm 30 như thế này tại rất nhiều các sạp chợ. Loại hạt nêm 30 này được đựng trong bao ni lông với trọng lượng như 200g, 300g, 500g và không có bất cứ thông tin gì về nhãn mác, thành phần và hàng sử dụng. Thưa bác sĩ, thì phóng viên của chương trình Cảnh báo An toàn sống đã đi thâm nhập vào các chợ nhỏ lẻ và có mua được về đây một cái bịch hạt nêm 30 được sang chiết thủ công như thế này. Đây chính là những cái hạt nêm 30. Thì thưa bác sĩ, với mắt thường hoặc là với cái việc mà chúng ta nếm thì chúng ta có thể phân biệt được đâu là hạt nêm đạt chuẩn và đâu là hạt nêm 30 bán trôi nổi không ạ? Thường thường tôi mua những cái loại mà có đóng, có thương hiệu đàng hoàng ở trong siêu thị, thì tôi cứ nghĩ là mình sẽ phân biệt cái hạt phim nêm 30 bằng và những cái hàng tốt á, bằng những cái nhìn chất lượng của hạt nêm, ví dụ như nó không được khô ráo, nó cái màu nó có thể thay đổi, có cái thì đậm, cái thì lạc. Nhưng mà tôi thấy trên cái hạt nêm này thì hoàn toàn nó giống hạt siêu thị mình mua của chính hãng. Như vậy thì thật ra nếu mà bằng mắt thường thì không thể nào phân biệt được. Và cái vị tôi nếm nó cũng vậy, bằng cái khẩu vị mình không thể nào biết được.
chúng ta hoàn toàn là không có thể phân biệt bằng mắt thường hay là bằng cách nếm được. Và nếu như người tiêu dùng sử dụng những cái hạt nêm ba không này trong một thời gian dài thì sẽ gây ra những cái bệnh lý gì? Cái công đoạn pha chiết á, mà không có bảo đảm về cái mặt vệ sinh an toàn thực phẩm, về môi trường, về tay chân, về cái người công nhân pha chiết á, chiết xuất á, thì nguy cơ nhiễm ví dụ như là tụ cầu khuẩn cũng đã là cái nguy cơ lớn rồi đó, thì dễ ngộ độc thực phẩm. Còn chưa kể là tay chân mình mà nếu mà có thể tiếp xúc với những cái tạp chất khác trong cuộc sống, ví dụ như là lúc mà đang nấu bếp mình có thể tiếp xúc những cái dung dịch rửa lau bếp thì hoặc là mình có tiếp xúc với là xà phòng thì rồi cái tay đó cũng không có rửa sạch mà đem đi qua ngồi chia các cái loại thực phẩm này rồi đem bán ra thị trường, thì như vậy là những cái tạp chất ảnh hưởng đến sức khỏe. Cả về cấp tính thì nó gây ngộ độc thực phẩm, gây tiêu chảy, gây ói, có khi mình phải vào cấp cứu. Tích tụ lâu dài thì nó có thể ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, có thể gây viêm đại tràng mãn, mà có thể tích tụ độc tố ở những cái nơi khác dẫn đến những cái ung thư về đường tiêu hóa hoặc là những cái nơi khác mình chưa biết, ví dụ thận, gan mình cũng chưa biết. Qua những chia sẻ của chị thì cũng có thể thấy được rằng cái việc sử dụng hạt nêm 30 thì sẽ gây ra những cái tác hại đối với sức khỏe lâu dài cũng như trước mắt. Vậy thì bác sĩ có những cái lời khuyên hoặc là những cái lời khuyến nghị gì đối với các bà nội trợ để giúp cho các bà nội trợ có thể sử dụng và có thể chọn mua được những cái hạt nêm chính hãng đảm bảo sức khỏe cho gia đình? Thì mình nên chọn những cái loại hạt nêm chính hãng. Thì mình cũng phải chú ý là chính hãng đôi khi cũng bị hàng giả, cho nên mình phải xem bao bì có in rõ ràng, cái nét nó có đẹp không, cái vết hàng của cái bao á thì nó có đều không, đều cả bốn góc, chứ không thôi nhiều khi người ta là cũng lấy cái hàng mua cái bao bì họ về họ tự in á ra cái hàng giả hàng nhái. Rồi thứ hai mình phải xem cái tên của công ty, rồi nơi cấp phép là một cái cơ quan quản lý nhà nước đàng hoàng. Khi mà mình đi ăn ở bên ngoài á thì để chọn cũng nên chọn những cái quán mà họ cái công bố có cái giấy công bố là đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, thì tối thiểu ở nơi đó thì họ sẽ được định kỳ kiểm tra của cơ quan chức năng về cái nguồn gốc nguyên liệu sử dụng, thì lúc mà cơ quan chức năng tới kiểm tra thì chắc chắn là người ta sẽ không bao giờ dám dùng những cái loại mà nguyên liệu 30 này. Xin được cảm ơn những chia sẻ rất là thấu đáo của bác sĩ dành cho quý khán giả của chương trình, và hy vọng quý vị sau chương trình này thì có thể tìm mua và chọn mua cho mình những hạt nêm chất lượng để làm sao đảm bảo được cái bữa ăn ngon và an toàn dành cho gia đình. Nên mua các loại hạt nêm có bao bì, nhãn mác và nhà sản xuất rõ ràng. Hạn chế ăn hàng quán lề đường để tránh ăn phải hạt nêm 30. Thưa quý vị, một món gia vị thông thường lại trở thành tác hại chính ngay trong bữa ăn hàng ngày, quả là điều không tưởng. Trước những nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe như thế này thì chúng ta đừng nên sử dụng những loại hạt nêm 30. Người tiêu dùng và đặc biệt là những người nội trợ của chúng ta phải đặc biệt hết sức lưu ý quý vị nha, tránh rước bệnh dành cho bản thân và gia đình. Nếu như mỗi người của chúng ta kiên quyết nói không với những loại hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng thì môi trường sống sẽ trở nên an toàn hơn và sức khỏe con người cũng vì vậy cũng được cải thiện hơn. Xin được thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Minh Toàn xin được phép cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được cảm ơn nhãn hàng Naturen đã đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại. Trộm với những hình thức tinh vi, ma mảnh đang khiến cho người dân hoang mang. Khi trộm cắp vào nhà, người dân phải ứng phó ra sao? Bất ngờ giáp mặt trộm phải xử lý như thế nào để vừa bảo vệ được tài sản, vừa giữ được an toàn cho bản thân là những kỹ năng rất cần thiết với người dân trong bối cảnh hiện nay. Ma túy đá là một trong những chất gây nghiện phổ biến hiện nay. Ma túy đá giúp con nghiện thăng hoa trong nhiều giờ, nhưng sau đó hậu quả sẽ là cái chết thảm thương và đau đớn.